Hôm nay anh em trúng mánh đi vài tiếng đồng hồ thôi. Đây phải đến mấy trăm con. Vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày làm việc đầu tuần, thì em xin gửi lời chúc tới tất cả các bác có một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Và cũng đã rất là lâu rồi em mới quay trở lại với kênh của Người Tầm Lan. Thì hôm nay em có một khoảng thời gian ở nhà, và nhân đây thì em cũng xin chia sẻ một chút rất là nhỏ những cái thành quả, những cái niềm vui mà em và các anh em của mình đã dùng những ngày tháng, những công sức để có thể mang về đây một cái không gian đam mê, một khu vực bảo tồn giả hạc Yali. Đầu tiên thì em xin mời các bác cùng em ngắm một mảng vỏ cây rừng với rất là nhiều những cây giả hạc con. Đây, có thể thấy trước mắt chúng ta đây. Đây, những cái cây giả hạc này rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó đã sống được vài thế hệ rồi ở trên cái lớp vỏ cây rừng này. Cái vỏ cây này thì em không biết chính xác nó tên là gì, nhưng đặc điểm của nó thì nó rất là sần sùi, nó dễ dàng cho việc bào tử có thể bám ở trên để phát triển thành những cái cây con này. Nhưng một điều em thấy đó chính là, phải nói là có lẽ là một cái gì đó gọi là kỳ hoa dị thảo. Đúng là kỳ hoa dị thảo trong tự nhiên thì mới có thể tạo ra những cái điều đặc biệt như thế này. Và thực sự thì em thấy thiên nhiên luôn tạo ra những cái điều đặc biệt mà mình không thể ngờ tới. Bởi vì trong cái hành trình tầm lan của em thì chưa một lần nào em được nhìn thấy một cái mảng vỏ hay là một cái khúc cây nào, thậm chí là một cái cây nào mà có một cái số lượng giả hạc bám và mọc ở trên nhiều kinh khủng đến như thế này đây các bác ạ. Em không thể nào đếm hết được số lượng từng con giả hạc ở trên này là bao nhiêu, nhưng ước chừng cũng phải vài trăm con trên một cái mảng vỏ này. Và vì sao mà số lượng bào tử mà có thể phát triển nhiều và dày đặc như thế này thì em nghĩ là có một cây mẹ nào đó mà có lẽ là cái quả giả hạc ấy, trong miền Nam gọi là trái, nó rơi vào cái kẽ này và nó dắt lại, và gặp thời tiết thuận lợi cũng như là các loại nấm ký sinh ở đây, hay gọi là nấm cộng sinh ấy, thì nó đã phát triển được những cây con giả hạc được đến mức như thế này luôn. Những con giả hạc rất là tím, được 2-3 cặp lá rồi. Có những cây giả hạc xanh mướt thì nhỏ hơn, đang nằm ở trong kẽ này. Đây, thiên nhiên đúng là tuyệt vời phải không bác? Đấy. Và đây là những cái khúc kiến giả hạc nguyên bản mà em chưa cho lên chậu. Đấy. Thì dự định là em sẽ gom thật nhiều và làm một cái video về trồng kiến. Đấy, để đăng tải lên YouTube. Thì em vẫn chưa trồng ngay đâu. Phải nói là chăn kiến là một cái thú vui rất là thú vị đấy các bác ạ. Bởi vì em thấy cái gì nó chờ đợi, nó có một cái gì là ẩn số để mình hóng. Mặc dù thời gian nó rất là lâu, có thể 2-3 năm nó mới có thể cho hoa được. Nhưng đam mê thì cũng đồng hành với cả chờ đợi. Thì chúng ta sẽ có những cái thành quả hết sức là ý nghĩa. Đây, những con kiến này. Tím, này, hồng. Rất là nhiều luôn ạ. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn thân lá thôi cũng đủ kích thích rồi. Chưa nói đến việc mai mốt các em sẽ ra hoa như thế nào. Nhưng việc nuôi các em từ khi các em kiến này còn bé
nó mang một điều mà em cảm thấy rất là đặc biệt. Còn những cái khu vực ở Gia Lai ấy, thì em chia thành rất là nhiều các tiểu vùng khác nhau. Ví dụ như từ đầu cái ô này cho đến đây. Đấy, có nghĩa là từ đây đổ lại này là cái khu vực mà năm cánh trắng Hờ Ly. Những cái hạt đã lấy từ trong nơi mà em hái được cây giả hạc đột biến năm cánh trắng hồi tháng 9 năm ngoái. Còn phía bên đây là một ô nữa. Tới đây là vùng thác Công Chúa Gia Ly, cách nhà em khoảng 7-8 cây gì đấy. Thì đây là một vùng giả hạc đã sản sinh ra được rất nhiều nhiều mặt hoa đẹp xuất sắc. Và đây cũng là một cái danh lam thắng cảnh rất là nổi tiếng của tỉnh Gia Lai này, nơi gắn với một cái giai thoại về một nàng công chúa mà hay tắm ở dưới dòng thác ấy. Mặc dù em đến thác rất là nhiều rồi nhưng mà em chưa bao giờ em gặp công chúa. Đây, còn cái ô này thì từ đây đổ về đây. Đổ về đây. Có những con kiến mà em còn chưa kịp trồng đây, em đang để dành đây. Đây là khu vực đập thủy điện Gia Ly thì gần nhà em nhất. Nơi có dòng thác Gia Ly hùng vĩ nhất Tây Nguyên ngày xưa đấy. Ngày nay thì không phải là dòng thác nữa mà nơi đó đã được biến thành dòng điện. Còn phía bên đây thì là kiến của vùng đập thủy điện Sê Săn Ba. Cái này là vùng mà có thể nói là xa nhất này, ở đây này. Nó cách nhà em khoảng 30 cây số đường xe máy. Đây cũng là những chú kiến mà em còn chưa kịp trồng luôn. Ơi, nhìn con kiến này đẹp chưa này? Thiên nhiên nói chung là kỳ hoa dị thảo. Nhìn màu lá cũng như là thân, nhìn là những cây giả hạc thì nó có những cái sự khác biệt khác nhau. Đây, bây giờ hãy cùng em ngắm cái cúc giả hạc nguyên bản này, khá là to đấy. Khúc này phải nặng đến 2 kg. Một khúc giả hạc nguyên bản phải nói là thật sự là đẹp. Đây. Một khúc gỗ rất to này, được lấy nguyên bản tại rừng. Vẫn còn những cái lớp rêu phong phủ quanh vỏ cây. Và cái cây giả hạc này, hai cây này thì có cái màu thân phớt phớt hồng với những cái chấm đường chấm bi rất là nhỏ. Nói chung là cái khúc nguyên bản này có cái thân thủ rất là đẹp luôn. Và mùa này thì tháng 7 rồi thì những cái cây giả hạc, đặc biệt là những cái cây nhỏ này, khi mà mình khai thác nguyên bản ấy thì nó sẽ không bị chộp. Nó vẫn đi ngọn rất là mạnh, giống như khi nó mọc ở môi trường sinh thái tại rừng vậy. Đấy. Để em để nó vào đây. Đây, và em xin được giới thiệu một khúc giả hạc nguyên bản mà em cũng rất là kết luôn. Đây, không những lá rất là dài, cây này thuộc dạng lá tre này, mà nó còn có quả này. Đấy. Không những thế thì cây này là một cây mà lấy về nguyên bản. Mặc dù khúc nguyên bản rất là nhỏ thôi, đường kính khoảng 2 cm, nhưng có lẽ là cây hạc này mọc ở một môi trường rất là tốt, cho nên là cây giả hạc nó phát triển rất là khủng rồi. Mầm tơ của nó đến hiện tại đã dài tới 70 cm, một con số khủng từ rừng về những cái cây hạc vùng miền hiện tại. Và cái video ngày hôm nay thì em xin phép được khép lại tại đây. Lâu lâu lên chia sẻ một video để cho các bác đỡ quên em. Nhưng em hứa hẹn sắp tới sẽ nhỏ có những cái hành trình tầm lan rất là thú vị đấy ạ. Thì các bác hãy đón xem cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái hành trình của người tầm lan nha các bác nhé. Em xin chào và chúc tất cả các bác có một tuần làm việc hiệu quả. Chúc các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ.